Con thấy nó nhảm gì thằng này nó làm biến gì gần gần. Rồi Chanh chào mọi người nha. Hôm nay Chanh tiếp tục đi săn cá lóc Hugo nữa nha mọi người. Đến cái bãi này là cũng thuộc đập Phước Hòa nè. Lúc này bãi này lúc trước Chanh cũng hai câu lắm. Kế hoạch hôm nay là Chanh đi dọn luồng nha mọi người. Lát nữa Chanh xuống dưới này Chanh dọn. Rồi hôm nay Chanh đi cùng với anh Tâm nha mọi người. Anh Tâm chào cả nhà. Anh Tâm kênh Lãng Tử, anh Tâm với em Hạnh. Anh Tâm em Hạnh thì cấm câu với dăn câu. Cái địa hình là thấy ngon quá ha em. Dạ, đẹp lắm. Rau muống rồi dưa rồi nãy giờ á, cái nhà cá là Tâm đứng trên bờ á, Tâm thấy nó quặn nhiều lắm luôn. Đó kìa em nhìn thấy không Chanh? Nó quặn xa xa kìa. Hy vọng là chuyến này là mấy anh em mình trúng nha. Dạ. Chuyến này chuyến đầu tiên anh đi đây luôn. Mấy anh em xuống sớm lắm, găng bạc rồi xong hết rồi. Ăn bạc hồi nãy ăn cơm nữa. Ăn cơm rồi xong giờ chuẩn bị xuống xuồng nha mọi người. Chanh sẽ chèo xuồng lên trên ngọn đó, Chanh dọn trên đó có một cái bãi ngon lắm. Ở dưới này thì bãi cũng đẹp nhưng mà nước hơi sâu. Dọn sợ cá nó chậm vô mọi người. Thôi đi anh ơi, chiến nha. Dạ anh em mình chiến. Bãi này nay rau muống nhiều. Nó bít luôn ha. Dạ, bít hết luôn. Dây cái đầu quá. Rồi. Ok. Đẩy nó ra. Mẹ nó đâm. Cảm ơn em. Trời nó thanh thanh. Dạ. Nắng không nắng mà. Trời này, trời này chắc lát mưa chắc luôn. Rồi Chanh cũng tới chỗ rồi nha mọi người. Chanh dọn cái khúc đó hồi năm rồi Chanh có dọn cái chỗ cái làm môn mọi người, nay trở lại dọn nữa. Nhưng mà giờ trời mưa rồi, đồ đạc là Chanh bỏ vô cái bọc này nha, cột lại rồi dầm mưa dọn luôn nha mọi người. Mưa nè, mưa chắc không lớn đâu. Trời cũng tạnh mưa rồi mọi người, Chanh dọn được 4 cái luồng nhỏ nhỏ nha. Đó, 1, 2, 3, 4 luồng nè. Tạnh mưa rồi, giờ tiếp tục dọn nữa. Dọn ra ngoài đây. Thêm 1, 2 luồng nữa nha. Tại trời cũng tối rồi nên không có dọn được nhiều. Nó cá gì vô thở mọi người. Có cá con vô thở rồi đó. Hy vọng là ngày mai có cá lóc nha. Có cái luồng này là ngon nhất nè. Tại luồng này cỏ nó dày á mọi người. Còn hai cái luồng ngoài đây thì nước nó sâu với cỏ đó, rau muống nó mỏng nữa, sợ cá nó không có dựa nhiều. Luồng này cỏ nó dày mà không dày lắm đâu, nó cũng vừa vừa vậy. Luồng này thì cũng được rồi nha, luồng này nó hơi ngắn thôi chứ luồng này cá lóc nó cũng thích vô lắm, tại nước nó cạn á. Cái con vô ngày mai biết sao đây. Rồi bây giờ cũng tối rồi mọi người, Chanh cũng vừa mới dọn luồng xong luôn. Đó, ngay chỗ này dọn thêm hai luồng nữa nè. Ở đầu trên đó lúc nãy là Chanh dọn được 5 luồng, giờ hai luồng nữa là 7 luồng nha mọi người. Trời tối rồi Chanh lên tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày mai xuống câu nha, hy vọng ngày mai có cá Hugo. Thì ở đây 2-3 ngày rồi.
Rồi Trinh chào buổi sáng mọi người nha. Bây giờ là cũng 6 giờ sáng rồi. Trinh chiều đã tới mấy cái luồng Trinh dọn nè. Ngày này cái luồng này cũng nhỏ nhỏ, giờ Trinh câu luồng này trước nha. Trong kia có 4 luồng. Giờ câu luồng này trước rồi giờ vô trong kia. Luồng cũng nhỏ nhỏ nha mọi người. Rồi nãy giờ trên câu cũng có tiếng đồng hồ rồi nhưng mà không có cá nha mọi người. Không có thấy đớp, không thấy vợ mấy luồng câu này. Chắc là mới dọn quá nó chưa vô sao. Địa hình thì rất là đẹp nhưng mà cá nó cũng chậm nha mọi người. Giờ trên tiếp tục chèo xuống hai luồng dưới kia. Ở đây là 5 luồng nè. Tiếp tục xuống hai luồng dưới kia câu nha. Còn nếu không có nữa thì đi chỗ khác. Tắp hụt rồi. Nè mọi người, một con đầu tiên nhỏ nhỏ. Hai luồng chiều qua trên dọn nè. Còn mãi tới đây mới được con. Cái luồng này luồng cuối cùng dọn nè. Con nha. Nãy tấp hụt xong kéo lại nè. Con nữa nha. Cá nhỏ nữa. Đây.
Con câu con mồi T38 nha mọi người. Đứng cứng ngắc luôn. Cái chỗ này là cái luồng ghe người ta đi cắt rau muống đó mọi người. Chèo về đây câu thử cái luồng này. Mới quăng mấy đường được một con. Giờ trưa rồi mấy anh em lên nấu cơm nha mọi người. Sáng thì câu được có 2 con. Giờ anh Tâm với Hạnh đang làm cái bếp. Được mới ra cá lóc. Cá này của anh Tâm với Hạnh cắm câu đây. Được có 2-3 con vậy anh Tâm. Ừ, có mấy con nó ngợp á là anh ớp nước mắm á. Ừ. Chút mình chiên còn à. cái chén này là mình nấu canh phải không? Rồi nhúc. Rồi nhúc mình Tâm mới hái. Được. Nấu canh chua rau nhúc nha. Đây dưới này lá giang. Ừ. Im ha. Rồi được rồi đó. Mình lên củi xong. Ngon lành ngon lành. Đó này đẹp luôn à. Ừ. Cho nó thoáng là ăn trái. Rồi giờ ăn cơm nha mọi người, nấu xong hết rồi. Này cá chiên nè, cá chiên rồi canh chua, rau nhúc. Hấp dẫn ha. À. Ngon ghê luôn. Cá nè, cá này nhìn ngon ghê anh Tâm. Cá được con nấu canh cá lóc nó còn tư á. Còn mấy con kia thì ăn chiên. Cơm. Nãy Hạnh cũng cúng ông bà chiến sĩ rồi. Cho mấy anh em dùng cơm luôn. Rồi, cơm. Cơm đi em. Cơm đi chanh. Cơm Hạnh này. Mời mọi người dùng cơm với mấy anh em luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Thử cá ơi. Ngon lắm. Làm miếng rồi. Mời cả nhà mình ăn cơm với mấy anh em nha. Nấu lá vàng ngon rồi. À. Ừ. Mà hấp vừa tới cái thịt con cá luôn á. Giờ đổ bụng lắm rồi. Ừ. Thấy món này là hết cơm á. Bỏ lỡ luôn á. Ừ. Rồi chiều nay Chanh không có rê nha mọi người. Chanh dắt anh Tâm qua cái bãi mới. Qua cái bãi này để cắm câu nha. À, Chanh cũng cắm nữa. Ở bãi này cỏ không à. Cỏ dày luôn. Bữa nay anh Tâm đem cũng nhiều cần câu á nên dắt qua đây cho anh cắm. 100 cần á mọi người. Cắm câu. Móc mồi luôn hả anh? Dạ. Vậy giờ móc thả luôn chứ, giờ thả mò thả luôn đi. Vừa móc vừa ghim vậy luôn nè. Không, giờ mình dọn lẩu ra mình thả xuống luôn. Nhiều khi buổi chiều nó cũng ăn luôn á, khỏi cần tối. Không bây giờ. Buổi chiều nó cũng ăn bình thường á. Dọn lẩu là xuống luôn á. Ừ, dọn lẩu là xuống luôn. Nè. Vậy em móc hả? Người móc hai em xuống. Giờ hai người dọn người thả đi. Đúng rồi. Cho nhanh. Chồng trước. Rồi, mấy anh em cắm chung luôn nha. Nó dọn dài xuống phía dưới này, cặp bờ. Dạ. Rồi bây giờ cũng 8 giờ mấy rồi mọi người. Mấy anh em chuẩn bị đi thăm cậu cắm. À, hồi nãy trời mưa nên đi thăm trễ mọi người. Định thăm sớm mà mưa quá.
mới tạnh mưa luôn, giờ mấy anh em đi thăm. Tới chỗ mọi người, giờ đang thăm. Hạnh thì móc mồi thăm. Dừng lại đi. Tuần này biết thấy im ru luôn rồi. Mấy chỗ ngon nhưng mà kỳ ta. Nãy giờ thăm mấy cần hả mọi người? Vừa dính luôn thôi. Ừ. Dính rác vậy ta? Có triệu chứng lôi không? Em nhóng nó cần lên xíu vậy, đừng cho đụng đất. Nó đụng đất là tại sớm mình quậy lên á. À. Mấy cái bạn lắng xuống dính rồi. Ừ, dính cá, dính cá. Ừ, cá lóc. Ờ, cá lóc nhỏ. Hugo. Mini. Hugo. Mini. Vậy mà cũng sóc má. Sóc má đào. À. Cho nó xuống giường. À. Cái chỗ này im lắm mọi người. Nó có cái lỗ trống trống. Chỗ này rơi cũng ngon nữa. Ừ. Cần nãy căng dây rồi mà không biết dính không nè. Ui xảy rồi. Ừ, sảy em. Sảy rồi. Rồi nó lôi cái. Trời ơi. Kìa, cục mồi bay đi luôn thấy không? Nè. Đó. Ủa, xúc luôn rồi Hạnh ơi. Dính trên bờ đi, trên bờ. Cái này về về. Ủa, cái cần này ướt ướt rồi mọi người. Ê, dính nè, dính nè. Dính cá anh Tâm ơi. Tâm. Nè, giật giật nè. Chở nó thử nha. Ồ, nó mạnh ghê nha. Gì đây? Ồ, mạnh mạnh. Được không? Ủa, cái lóc. Lóc lóc. Con lóc, con lóc. Nổ luôn. Con lóc. Rồi. Đó. Còn nữa. Không được nè. Đó, nãy thăm cũng được như đây nha mọi người. Cái lối bên Tâm cắm á. Như đây. Giờ qua lối bên này. Ừ. Còn. Nè, dứt dứt mò này luôn hả? Dứt mò này luôn hả? Con xài được đúng không? Được. Cái hướng bên này cũng ngon lắm. Này im ru rồi. Này chưa dính được thôi. Ừ. Giờ nó còn ngon không? Còn. Nước hồi chiều cao hơn vậy. Ủa giờ rút nhiều. Này mà nếu mà mình cắm mà trúng mà nước ban đêm á, nước lớn á. Dạ. Ngon á. Có khi chiều nước lớn tùm lum hết. Còn mọi như. Nhủi hay gì hả? Nhủi xuống hay gì? Còn ngon, còn ngồi hết. Ôi, nhảy luôn. Kỳ ta, chỗ này ngon nha mà. Đây. Im ru. Đây, cái này ít đọt luôn. Được không? Ướt xíu. Cái gì nhỏ nhỏ rỉ. Còn mồi. Đèn cần nữa nè. Còn luôn. Nó không ăn đâu. Nước cạn nên em mình hơi thắt rồi. Ừ. Nước chảy xuống đục ghê mà cá không lên ha. Ồ, cần này cá rì dữ không à. Rì chuối xuống luôn.
xuống cỏ luôn mới còn này. Sảy rồi đó, sảy rồi. Sảy rồi. Gì là lưới à. Cái này mà có lưới à. Rá lương dễ rỉ xuống. Có lưới chỗ này nữa. Có con cần bị lôi mọi người, lôi xuống đây. Dướng ở ngoài là không biết, không biết còn không đây. Cắm như thế này nè, mà lại thấy mất tiêu. Dòm xuống thấy cái cần nằm lúc ngoài. Không biết còn đây. Còn chắc bị ngọt rồi chứ. Không sảy chứ. Không có im gì đâu. Ủa, dài dài quá. Ủa còn luôn mọi người ơi. Ủa anh Tâm ơi. Cá bự quá. Lẹ lên ơi. Nó lôi ra, nó lôi ra ngoài luôn nè. Đụng đầu luôn mọi người. Đụng trơn trơn, biết cái trê, cái lóc vậy. Em mò xuống đụng không biết con cá gì. Đây nè, nó bị lôi cần xuống luôn. Đi thẳng ở đây nè. Lôi lên luôn rồi. Lên luôn anh ơi. Đây đem cầm dùng cái máy cho ẩm ở đây luôn. Nè. Cá bị ngợp ơi. Gì? Cá bị ngợp rồi. Ngợp hả? Dạ. Cái lóc. Trời ơi. Cái đầu ghê vậy. Ờ. Trời ơi. Ừ. Ngẫu cần luôn mà. Ừ. Vâng. Dạ. Ngẫu cần lôi xuống đây ngợp nè. Giờ lên đây lên coi coi nè. Trời ơi. Dài ghê luôn. Lòi xuống tay dưới luôn. Em ngồi em dòm có buổi trời em thấy cái gì trắng trắng giống cần câu, mò xuống cần câu thiệt. Em leo xuống luôn. Dạ, em lội xuống. Ừ. Để anh về lên. Thôi cái hàm gắn kìa. Ngổ cần luôn kìa. Bự ghê ha anh. Ừ, mà tôi ngọt rồi. Vô luôn. Con này còn sống ngon lắm, nhỏ cần lòi dưới quắn dưới đâu có ấy được đâu. Nó phải nó không nhổ rồi còn. Con. Tao gọi con cá lóc kìa ông nậu ơi. Nè nè. Nè. Nó dài bằng cái túi luôn á, hơn cái túi luôn. Ổn quá ha cho anh. Dạ. Không sao, bắt được rồi cái này. Em tính bỏ rồi chứ. Tính bỏ luôn hả? Dạ, tao mất cần tính bỏ rồi. Cái dòm ngồi dòm riết thấy cái trắng cá. Như cái cần. Hên thấu quấn ra đó chứ lôi ra mà kia thua. Ừ, đã thiệt chứ. Ừ. Không uống còng lội xuống không? Dạ. Chỗ này còn cá bự lắm nha Hành. Ừ. Địa hình đẹp quá. Ừ. Ngay chỗ đó có mấy cần dưới đó đó. Bãi ngon ghê luôn. Tắm vậy mà nó nhổ đi luôn ghê thiệt. Vậy mà nhổ luôn. Cũng còn hên ha, kiếm được cá. Yeah. Bắt được là ngon rồi. Ừ. Tưởng nó mất cái gần luôn chứ. Cần này cũng căng dây rồi mọi người. U sảy nữa. Không có cá. Bây giờ cũng sáng rồi mọi người, mấy anh em đang đi thăm câu, cuốn câu luôn. Tối qua thăm có một giác, giờ giác nữa là giác thứ hai. Một cắm 100 cần nha. Hôm nay bão vô rồi mọi người, nên chắc hôm nay trình rút luôn, không có rê nha mọi người. Cần im ru hết, không thấy gì hết.
đi. Ồ dính cá rồi. Dính rồi. Dính rồi Tâm ơi. Bự quá em. Cái tê mà sao cái cần này nó không đậy luôn á. Cái tê trọng ghê anh Tâm ơi. Đợi mấy con thơm không em? Chắc nhỏ hơn xíu quá. Nhưng mà cũng được, cũng ngon lắm. Chà được chưa? Đang dính cỏ nè. Ồ dính vậy là hết sảy rồi. Cái vàng nè. Ờ, cũng ngon ghê bộ. Lên hẳn, con đầu tiên buổi sáng. Cái thời gian đây nào nó bự ghê ha. À. Con hồi tối bự hơn. Trời ơi, trời. Cái này là ngon rồi đó. Một bún tay luôn á. Dạ. Bún tay luôn ha. À. Mười. Cá này mà biết là câu câu tay câu được nó mới đã. Dạ. Giờ con cá không có làm cái bọc. Nó giải cho bãi luôn á. Mình sớm cần nó im ru anh, xuống thấy im ru. Có bị kẹt chứ không? Nó dướng cỏ. Trời, dướng cỏ nó đâu có giải đâu. Con đầu tiên. Một mấy cần này có không? Cần cái này ngon ghê mà không dính. Mồi còn luôn. Đây cũng ít bị cá nhỏ phá. Mọi người xem địa hình là cỏ dây đặc luôn. Dây vàng. Đẹp quá ha. Ừ. Hai con rồi. Quên bấm máy. Giờ bấm. Dạ. Mới câu được mới thăm được con đó mọi người, cái bàn này nè. Nãy quên bấm máy. Hai con rồi. Được hai con. Coi nhát rồi nha Hạnh. Ừ. Úc lấy giấc sáng im hơn ta. Sáng im. Rồi Tranh cùng với mấy anh em mới thăm câu về mọi người được đúng có hai con cái trời vàng này buổi sáng. Còn bên này là cá tối qua cắm câu trời vàng cá lóc. Cá lóc thì có hai con trên rê cũng có cá lóc cắm câu nữa. Con còn sống. Rồi hay gì vậy? Nhảy một phát. Nhảy một phát vô ngay cái thùng cái lon này luôn. Hay thiệt. Mấy cái luồng câu của Tranh dọn rồi. Mới câu được có sáng hôm qua thôi nha. Chiều hôm qua thì bận đi cắm câu không có rê. Nhưng mà hôm nay bảo vô mọi người nên mấy anh em quyết định rút về sớm. Rồi còn mấy luồng này thì chắc mấy bữa sau qua bảo rồi lên trên cầu tiếp nha. Chứ mới dọn chắc Hugo nó cũng chưa vô đâu. Mấy bữa sau nó im hơn. Bây giờ mấy anh em chuẩn bị về nha mọi người. Dọn hết đồ nè. Tâm chứ Hạnh thì nghỉ ngơi, ngồi nghỉ ngơi xíu rồi mới dọn đồ. Nói chung là cá như đây là cũng hơi thất á mọi người, không được nhiều lắm. Bãi ngon lắm mà cắm không có vô. Rồi clip này Tranh xin kết thúc tại đây nha mọi người. Nói chung clip này Tranh cũng không có quay được nhiều nên để cho mấy anh em đồ quay nữa. Anh em nào muốn coi thì qua anh Tâm á xin xăm cả nhà ơi kênh Lãng Tử xem nha. Cắm câu rồi dài dọn được mới nè không à.
bữa nay là bão nó vô luôn rồi đó. Thì tranh thủ anh em mình dọn đồ về sớm rồi ha. Chứ không hồi nữa nó mưa gió nó bật cây. Nó giờ gió tới tờ gãy cây nè. Giờ mình lay quay cái mình dọn đồ đi. Thì hẹn chuyến sau mấy anh em mình chuyển tiếp. Chanh kết thúc clip tại đây nhé mọi người. Chanh cảm ơn tất cả mọi người xem clip Chanh nha. Chanh chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha.